Thì hiện tại bây giờ là chị Loan và chồng của chị cũng đi công việc, cũng vừa về nha cô chú anh chị. Cái cây để cây sắt cả nhà. Chú Tôn Thái. Xin chào mọi người. Loan đang ở trong nhà. Chồng chị Loan đang sắp xếp xe máy lại cho nó gọn cô chú anh chị. Hôm nay vẫn sửa cho nên là chị Loan có bên chồng ở nhà nhà. Thì chồng của chị Loan đang sắp xếp lại xe. Trưa hôm nay là có bé Ken và cậu bé Ken cũng cúng cơm cho chú nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị. Buồn. Hôm nay dậy rồi cho mọi người. Đang nghe tiếng của bé Buồn ở bên trong. Ngày hôm nay chủ nhật cho nên là khán giả đến mua hàng rất là đông luôn nha cô chú anh chị. Buồn. Trời ơi. Đi có vui là có khán giả xem nha. Phía trước thì có bé Bun nha cô chú anh chị. Bun xong không? Phía trước thì người nhà của chị Hồng Loan hiện tại bây giờ cũng đi lên mộ nha cô chú anh chị. Bên trong thì có bé Bun và bé Ken của chú anh chị. Đã đó rồi. Đấy rồi. Rồi khỏe á. Hình xăm nha. Đâu hình xăm có hình xăm đâu? Xăm gì? Em đi về nha. Hả? Xăm cũng con voi. Dạ thì hiện tại bây giờ cũng có chị khán giả cũng đến mua hàng ủng hộ cho chị Hồng Loan nha cô chú anh chị. Đến mua hàng hả chị? Hôm nay khán giả đến mua hàng rất là đông luôn của chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là cũng có chị cũng vừa đến luôn của chú anh chị. Có bị Ken nào của chú anh chị? Ken. Cao điện tử ở Ken. Cho chị vô. Cũng
Thấy xe mới chạy ngang. Chị đi hôm nay có đến không ta? Không. Thì hiện tại bây giờ còn có chị gái cũng vừa đến để mua hàng ủng hộ, chị không lo nha cô chú anh chị. Ôi chào hai chị. Chồng bé kè với cậu đang nấu cơm cho bữa năm. Phía trước là người nhà của chị Loan nha cô chú anh chị. Rút thoải mái đi chị. Chị đi hôm nay có đến không chị? Thì phải nghe anh bà Sáu và nghe dân mình. Ông kêu ông nhắc cái tên bà Sáu mà nghe giật mình luôn. Đến mua hàng hả chị?